Thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép thông báo chương trình của chúng ta ngày hôm nay như sau. Tất nhiên là cũng có gửi email rồi, nhưng sẽ việc ngày phụ nữ Việt Nam cũng như kick off và nó an toàn. Thì chương trình chúng ta sẽ bắt đầu là trưởng ban sẽ có đôi lời phát biểu với chị em trong ban, và sẽ có những lời chúc là nồng nhiệt nhất. Tặng quà thì báo cáo là anh chị và các bạn là sẽ theo lần của ban chủ tịch công đoàn, và sau đó là anh Tiến sẽ tặng quà. Và mỗi một lần tặng quà, đề nghị các anh chị các bạn là nhớ nán lại để chụp ảnh với người tặng quà mình. Sau đó kết thúc xong 3 lần các sếp tặng quà mình thì chúng ta cùng đứng lại để tất cả các chị em chụp cùng với ban. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay ra phần chỗ sân chơi đằng kia để chúng ta chơi một chương trình game. Thì đó, chúng ta sẽ có buổi tối thật là đầm ấm, kick off về văn hóa an toàn. Của những cái bạn mà đã tích cực tham gia truyền thông viết bài hôm qua là thời gian qua, mà chúng ta sẽ có một cái buổi thi học bài hát karaoke của tối à. Hội Việt Nam, sau đó là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Để ghi nhớ những cái thành tích cũng như là công lao của anh chị em ở đây, thì chúng ta cũng biết rằng là và cũng mới nói gì hơn, chỉ nhân ngày kỷ niệm chúc tất cả các chị em luôn mạnh khỏe, vui, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp với cả cái công việc của ban cũng như của đoàn thể của chúng ta. Sau đây lần lượt quan đó luôn điểm số 8 đây đến Hân rồi, đến Hân là 8 vẫn được lên à? Cô chị à? Vẫn phải đi cùng nhau. Ừ, rồi. Quay số rồi. Và là đại diện thôi. Đại diện quay đi quay lại Hân cao quá. Vâng, xin mời chủ quan lên chào quà cho chị em ạ. Hãy chụp nhá. 1, 2, 3. Rồi, ông ơi. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn trưởng ban cũng như các bạn. Nào, các sếp đâu, các sếp đâu ạ? Chị em quay mặt về đây ạ, cười tươi ạ. Sao? Em vâng, đề nghị nhìn vào mà. 1, 2, 3. Cười tươi nhá. 2, 3 này. 2, 3 này. Đẹp quá. Quá đẹp. Anh em ngồi vậy. Tất cả đề nghị anh em vào vị trí chiến đấu. Quỳ ngồi nằm tùy, miễn là trong màn ạ. Đẹp chưa? Rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Đúng rồi, em chụp nhá. Rồi. Anh đi nghe điện thoại xong đã. Chị ơi, anh em khả thi nhé. Khả thi nhé. Nào, nào bắt đầu nhá. 1, 2, 3. Bắt đầu đến giả tim nhá. 1, 2, 3. Chi. Đâu đấy ạ? Ôi, cảm ơn. Vâng, sau đây tiếp tục là chương trình game. Sẽ mời các anh chị và bạn di chuyển.